đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo báo thêm tin vui cho bóng đá Việt Nam. Ông Châu Siêu thay máu tuyển Việt Nam, bái học Park Hang-seo. Đội tuyển Trung Quốc muốn thắng Việt Nam để chữa vết thương lòng. Ông Park Hang-seo báo thêm tin vui cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức khai trương thêm học viện bóng đá mang tên mình ở quận Tây Hồ. Mới đây, thầy Park đã mở thêm học viện bóng đá ở quận Tây Hồ trong buổi lễ khai trương. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quay đoạn video ngắn để đăng tải lên trang cá nhân. Xin chào, tôi là huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi chúc các bạn có một mùa thu thật vui vẻ. Xin cảm ơn, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nói. Sau buổi tập đầu tiên cùng với các học viên, ông Park thậm chí đã cầm đầu lân và tham gia phá cỗ với các em nhỏ. Cách đó không lâu thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã mở một học viện bóng đá tại quận Cầu Giấy của Hà Nội. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, huấn luyện viên Park đã không trở về quê hương mà ở lại giải đất hình chữ S để làm việc. Ông cho rằng, việc mình mở các học viện sẽ đóng góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đồng thời thì đây cũng là cách mà ông muốn đền đáp những tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Vẫn biết một cây làm chẳng nên non, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Tôi hy vọng học viện bóng đá Park Hang-seo sẽ là cơ hội để mở ra chân trời mới, là gốc rễ vững chắc cho sự phát triển bóng đá của Việt Nam trong tương lai. Mong rằng những thay đổi nhỏ mà tôi đang bắt đầu có thể kéo theo sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và góp phần một chút vào văn hóa giáo dục, ông Park chia sẻ. Học viện bóng đá Park Hang-seo áp dụng mô hình đào tạo kim tự tháp với mục tiêu tìm ra những tài năng trẻ sáng giá cho bóng đá Việt Nam. Bậc đầu tiên, học viện sẽ tuyển sinh số lượng lớn theo nguyện vọng và sở thích các lứa tuổi gồm U7, U9, U11, U13 và U15. Kế đó, những học viên xuất sắc nhất được chọn lọc để thành lập đội bóng đi tham dự các giải trẻ. Huấn luyện viên Châu Siêu thay máu tuyển Việt Nam, bài học Park Hang-seo. Bản danh sách tập trung tuyển Việt Nam thể hiện rõ mục tiêu thay máu lực lượng của ông Châu Siêu, nhưng mọi thứ chẳng dễ làm bởi nhiều điều kiện chưa đủ. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Châu Siêu từng bước trẻ hóa đội tuyển nhằm hướng tới mục tiêu dài hơi đó là tham dự World Cup. Tuy nhiên, nhiều chiến lược gia người Pháp gọi tới gần một nửa quân số là các cầu thủ lứa U23 trong đợt tập trung lần này khiến nhiều người bất ngờ. Thực tế, đa số những gương mặt trẻ mà ông Châu Siêu triệu tập lên tuyển Việt Nam đều không xa lạ và có thời gian làm việc cùng ông thầy người Pháp. Ở những đợt tập trung trong năm 2023, ông Châu Siêu luôn tạo điều kiện cho các lứa cầu thủ U23 tập cùng các đàn anh ở đội tuyển. Cách làm này vừa giúp cầu thủ trẻ học hỏi, vừa tạo nên áp lực sự cạnh tranh nhất định. Ở khía cạnh nào đó, ông Châu Siêu không muốn tạo nên ranh giới giữa các cầu thủ kỳ cựu và sức trẻ. Bất cứ ai cũng có thể bị thay thế, đồng nghĩa với việc cơ hội luôn mở cho tất cả. Chỉ sau 3 đợt tập trung tháng 3, tháng 6 và tháng 9, những Văn Đô, Đức Phú, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Cường, Duy Cương, Minh Trọng, Văn Tùng, Thanh Nhã, Vĩ Hào đã có một suất lên tuyển Việt Nam và thậm chí có thể được đá chính. Ở cái trận đấu giao hữu trong tháng 10 là một sự ưu ái nhất định từ ông Châu Siêu. Huấn luyện viên Quang Tùng đánh giá là những cựu wing không được ông Châu Siêu gọi như Bùi Tiến Dũng, Thành Trung, Văn Thanh, lạc phần nhất là Công Phượng, Văn Quyết vẫn đảm bảo được phong độ tại V-League. Việc các cầu thủ này mất đi suất ở tuyển Việt Nam không có nghĩa là họ đã hết cơ hội để lên tuyển. Vấn đề được nhiều người quan tâm là lứa U23 có khẳng định được năng lực và kết hợp được với các đàn anh ở tuyển Việt Nam hay không. Các bạn nên biết rằng đợt tập trung lần này rất quan trọng với 3 trận đấu có ý nghĩa tổng duyệt cho vòng loại thứ hai World Cup gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Cuộc chuyển giao lực lượng ở tuyển Việt Nam là tất yếu nhưng điều này cũng ảnh hưởng đến thành tích hoặc màn trình diễn sắp tới không tạo được dấu ấn trước đoàn quân áo xanh hàng đầu châu Á. Trong quá khứ, sau khi lên cầm quân, ông Park cũng mạnh dạn thay máu lực lượng ở tuyển Việt Nam, nhưng những cầu thủ trẻ mà ông sử dụng đều chính chiến ở nhiều giải đấu khu vực và châu lục, thường xuyên được đá chính tại V-League. Đặc biệt là lứa Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh chơi cực hay ở vòng chung kết châu Á sau đá vòng ASEAN với chiến tích vào bán kết. Ông Park sẽ có cơ hội để thay máu lực lượng mạnh mẽ và tạo nên một trường mới cho bóng đá Việt Nam. Nhưng lứa cầu thủ trẻ hiện tại của ông Châu Siêu chỉ được đánh giá là tiềm năng, ít người thể hiện được sự nổi trội, thậm chí vẫn còn khoảng cách nhất định với các đàn anh. Đội tuyển Trung Quốc muốn thắng đội tuyển Việt Nam để chữa vết thương lòng. Thành tích không tốt thời gian gần đây buộc đội tuyển Trung Quốc phải có được một kết quả tốt trong trận đấu giao hữu với Việt Nam vào tháng 10. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có màn so tài với Trung Quốc ngày 10 tháng 10 tới đây, thuộc khuôn khổ các trận đấu giao hữu dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Trận đấu này được coi là cuộc tái đấu giữa hai đội tuyển kể từ sau trận đại thắng 3-1 của Việt Nam trước đội khách Trung Quốc trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á hồi tháng 2 năm 2022. Đáng chú ý là thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang chịu áp lực rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ sau những kết quả thất vọng ở thời gian vừa qua. Họ đã để Malaysia cầm hòa và để thua 0-1 trước Syria. Vì vậy mà mục tiêu của Trung Quốc ở loạt trận FIFA Day tới, đặc biệt là trận đấu gặp Việt Nam sẽ là một chiến thắng. Trang Đông Quy Du nhấn mạnh rằng trận đấu với Việt Nam có ý nghĩa lớn với Trung Quốc. Việt Nam là đối thủ thích hợp nhất và xứng tầm đối với đội tuyển Trung Quốc ở thời điểm này. Đây đang là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Do vậy, trận đấu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với tuyển Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Alexander Zankovic sẽ có cơ hội thử nghiệm thêm những cầu thủ trẻ như Zhou Chenji, Dai Weijun, Liu Zhang, Zhao Tinazi và Tan Long nhằm gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
Tuyển Trung Quốc có xu hướng đi xuống trong vài năm gần đây vì có quá nhiều cầu thủ luống tuổi không còn nhiệt huyết chiến đấu. Dư luận cũng gây sức ép không nhỏ lên tuyển quốc gia. Khâu đào tạo trẻ của Trung Quốc thì vẫn đi đúng hướng nhưng còn rất lâu nữa. Lứa cầu thủ trẻ này mới có thể bước ra ánh sáng. Đây là giai đoạn mà những người làm bóng đá Trung Quốc cần phải kiên nhẫn, chịu sức ép từ dư luận và kiên trì trong công tác đào tạo trẻ, trang này phân tích. Trong khi đó, tờ Sohu chỉ ra lý do Trung Quốc mời Việt Nam đá giao hữu. Mục đích đầu tiên đó là mô phỏng đối thủ ở vòng xuân lại World Cup. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam khá tương đồng với Thái Lan. Cầu thủ của hai đội rất giống nhau về thể hình và lối chơi. Mục đích thứ hai đó là lấy lại thể diện. Như chúng ta đã biết, đội tuyển quốc gia của chúng ta đã thua thảm bại trước Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán nên Trung Quốc rất cần phải đánh bại họ để chữa lành vết thương, Sohu chia sẻ. Ông Park Hang-seo báo thêm tin vui cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức khai trương thêm học viện bóng đá mang tên mình ở quận Tây Hồ. Mới đây, thầy Park đã mở thêm học viện bóng đá ở quận Tây Hồ trong buổi lễ khai trường. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quay đoạn video ngắn để đăng tải lên trang cá nhân. Xin chào, tôi là huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi chúc các bạn có một mùa thu thật vui vẻ. Xin cảm ơn, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nói. Sau buổi tập đầu tiên cùng với các học viên, ông Park thậm chí đã cầm đầu lân và tham gia phá cỗ với các em nhỏ. Cách đó không lâu thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã mở một học viện bóng đá tại quận Cầu Giấy của Hà Nội. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, huấn luyện viên Park đã không trở về quê hương mà ở lại giải đất hình chữ S để làm việc. Ông cho rằng, việc mình mở các học viện sẽ đóng góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đồng thời thì đây cũng là cách mà ông muốn đền đáp những tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Vẫn biết một cây làm chẳng nên non, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Tôi hy vọng học viện bóng đá Park Hang-seo sẽ là cơ hội để mở ra chân trời mới, là gốc rễ vững chắc cho sự phát triển bóng đá của Việt Nam trong tương lai. Mong rằng những thay đổi nhỏ mà tôi đang bắt đầu có thể kéo theo sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và góp phần một chút vào văn hóa giáo dục, ông Park chia sẻ. Học viện bóng đá Park Hang-seo áp dụng mô hình đào tạo kim tự tháp với mục tiêu tìm ra những tài năng trẻ sáng giá cho bóng đá Việt Nam. Bậc đầu tiên, học viện sẽ tuyển sinh số lượng lớn theo nguyện vọng và sở thích các lứa tuổi gồm U7, U9, U11, U13 và U15. Kế đó, những học viên xuất sắc nhất được chọn lọc để thành lập đội bóng đi tham dự các giải trẻ.